F0 nhớ uống 3 loại nước này, rất nhanh hạ sốt, giải độc, tránh hậu COVID-19 hiệu quả. Mến chào quý cô bác và các anh chị đang theo dõi kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và các anh chị thân mến, đến thời điểm hiện tại thì dù là bất kỳ ai cũng đều có nguy cơ trở thành F0 COVID-19 bất kỳ lúc nào. Điều cần thiết bây giờ là phải phòng dịch tốt và trang bị cho mình những kiến thức đầy đủ để biết cách tự chăm sóc bản thân, phòng lúc mắc bệnh. Đối với các F0 mà đủ điều kiện cách ly và điều trị tại nhà thì việc tự chăm sóc cho bản thân mình là điều rất quan trọng. Ngoài việc phải giữ cho tâm lý mình luôn được ổn định, đầu óc mình luôn được thoải mái và theo dõi sức khỏe cho bản thân, vận động hàng ngày, thì dinh dưỡng, ăn uống cũng đóng một vai trò quan trọng giúp cho một người mau khỏi bệnh. Trong thực tế thì có rất nhiều loại thực phẩm có thể giúp cho F0 có thể mau hồi phục được sức khỏe nhanh chóng. Tuy nhiên, có 3 loại đồ uống mà chúng tôi sắp giới thiệu với quý cô bác và các anh chị dưới đây lại có tác dụng rất cao trong việc tăng cường sức đề kháng. 3 loại nước uống này được rất nhiều các bác sĩ công nhận và khuyên dùng cho người mắc COVID-19. Một người khi mà mắc F0 hãy uống thường xuyên 3 loại nước uống này để mau chóng khỏi bệnh một cách nhanh nhất. Thứ nhất là nước đậu xanh cộng với rau má, tăng cường sức khỏe cho F0. Thông thường thì một người mắc F0 thì thường sẽ có biểu hiện như là nóng sốt, ho khan, đau họng, mất vị giác hay là thở mệt. Nếu như bệnh nặng thì còn bị sốt cao, khó thở, nhức mỏi, nhiều mồ hôi, đau đầu, vân vân. Tuy nhiên, khi mà uống nước đậu xanh, rau má thì lại giúp cho người đó giải nhiệt, giải độc, hạ sốt rất nhanh, từ đó giảm viêm sưng, khó thở, chứng nóng trong hay là bứt rứt, khó ngủ, đau đầu, chóng mặt, vân vân cũng sẽ bớt đi. Từ đó thì sẽ giúp cho F0 nhanh bình phục, giảm biến chứng nặng và ngăn ngừa hậu Covid sau này. Sở dĩ điều này có được là nhờ đậu xanh nổi tiếng có tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hạ khí, lợi ngũ tạng, vân vân. Ngoài ra thì đậu xanh có chứa nhiều dưỡng chất như là protein, axit béo omega 3, các vitamin E, vitamin nhóm B, C đều là dưỡng chất có lợi tăng cường sức đề kháng. Còn đối với rau má thì có vị đắng, tính mát, tác dụng là dưỡng âm, thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, mát gan, vân vân. Rau má còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin, dưỡng chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Cách chế biến nước uống đậu xanh, rau má như sau. Cô bác và anh chị hãy lấy từ 60 cho tới 100 g đậu xanh và 100 g rau má tươi hoặc là khô đều được. Đậu xanh thì để cả vỏ, rau má thì đem rửa sạch, nấu lấy nước uống. Uống vài lần trong một ngày sẽ rất mau khỏi bệnh. Hoặc là có một cách khác là cô bác hay là anh chị hãy lấy đậu xanh đem nấu nhừ, lấy nước. Rau má tươi thì đem xay, ép lấy nước cốt, pha chung hai loại nước này với nhau rồi uống vài lần trong một ngày sẽ thấy tác dụng thần kỳ của hai loại thực phẩm này. Thứ hai, nước đậu trắng hầm tỏi giúp F0 nhanh bình phục, hạn chế biến chứng. Kính thưa quý cô bác và các anh chị thân mến, đậu trắng là một loại thực phẩm có một tính bình, không độc. Nó rất giàu protein, carbohydrate, chất béo, chất xơ, folate, canxi và vitamin C, A, B1, B6, B9. Còn đối với tỏi thì nó có vị cay, tính ấm, có tác dụng là trừ khí lạnh, tiêu độc, ung nhọt. Tỏi còn nổi tiếng với tác dụng là nâng cao hệ miễn dịch, có một số tính chất kháng khuẩn rất tốt cho sức khỏe con người và phòng ngừa rất nhiều bệnh. Tác dụng chủ yếu của loại nước uống này là trị chứng tỳ thận, hư yếu, sinh đàm thấp, ứ trệ, ho đờm nhiều, ngực sườn đầy tức. Theo như Đông y thì tỳ thận của chúng ta là một nơi sinh ra đờm, phổi là nơi chứa đờm. Một khi mà tỳ thận của chúng ta được chăm sóc, thận vận hóa tốt thì đờm thấp tự sẽ tiêu. Từ đó sẽ tăng cường khí huyết, dinh dưỡng đến tạng phế trong toàn thân thể của một người. Đây cũng chính là cách mà giúp cho F0 nhanh bình phục và hạn chế biến chứng. Cách chế biến nước đậu trắng hầm với tỏi như sau. Lấy 60 g đậu trắng, hạt nhỏ và 20 g tỏi củ. Cho cả hai nguyên liệu này và hầm nhừ, lấy nước để uống hoặc là ăn cả cái lẫn nước. ăn một tuần vài lần là được của bác nhé. Thứ ba là nước đậu đen cộng với gừng cộng với tía tô, hạn chế COVID chuyển biến nặng. Đồ uống này có tác dụng trị chứng nóng trong, bứt rứt, khó ngủ, ho tức ngực hay là khó thở, sốt ho, sợ gió, chóng mặt, đau đầu, huyết áp cao, tiểu đường. Với một người đang là F0 COVID thì điều đáng sợ nhất đó chính là sốt, ho, sốt cao, khó thở, vân vân. Tuy nhiên thì thức uống này sẽ giúp cho F0 nhanh hồi phục và hạn chế biến chứng chuyển nhẹ thành nặng. Đậu đen thì có tác dụng giải độc, hạ khí nóng, tiêu thức ăn, trừ gió độc, làm mát, tâm thần yên ổn, mắt sáng, huyết được lưu thông, tiêu sưng và trị chứng đau. Chính vì vậy mà đậu đen cũng là một món ăn thuốc quý chữa ôn bệnh và COVID có biểu hiện như là nóng sốt về đêm, nóng bứt rứt, khó ngủ. Còn đối với gừng tươi, từ xưa cho tới nay được dùng là một vị thuốc có nhiều tác dụng như là kháng viêm, chống dị ứng, kháng khuẩn, điều hòa hay miễn dịch. Theo y học cổ truyền thì gừng là một dược liệu quý có tác dụng làm ấm, chữa cảm lạnh, giảm đau, chống nôn, kích thích hệ tiêu hóa, trị đau bụng do hàn. Đối với tía tô thì có tính ấm, nổi tiếng với tác dụng chữa cảm sốt, giảm ho đờm và tức ngực. Cách chế biến nước đậu đen, gừng, tía tô như sau. Cô bác và quý anh chị hãy cần chuẩn bị từ 60 cho tới 80 g đậu đen, từ 16 cho tới 20 g gừng tươi và 40 g lá tía tô. Đối với đậu đen thì đem ngâm nước từ 3 cho tới 4 giờ, sau đó đem hầm nhừ đi. Tiếp đến thì cho thêm gừng vào. Tía tô thì rửa sạch rồi thái mỏng, đun chín để uống, hoặc có thể cho thêm ít đường phèn để ăn cả cái lẫn nước. Tiếp theo thì xin mời quý cô bác và các anh chị cùng đến với nội dung sai lầm nguy hiểm khi F0 xông hơi để diệt virus SARS-CoV-2. Bệnh không mau khỏi mà còn làm hại sức khỏe hơn nhiều mà nhiều người vẫn đang làm. Sẽ là sai lầm và nguy hiểm nếu như xông 4 tới 5 lần trên một ngày và xông ở nhiệt độ cao để mong diệt virus. Hỏi, tôi đang là F0, được mọi người khuyên là xông mũi, xông toàn thân sẽ diệt được virus nhanh khỏi bệnh. Cho tôi hỏi rằng liệu xông hơi có diệt được virus hay là không? Trả lời như sau. Về xông hơi thì nhiều người đọc được cái thông tin như là nhiệt độ cao mới có thể tiêu diệt được virus. Nhưng mà nếu xông ở nhiệt độ diệt được virus như thế này thì sẽ gây ra bỏng. Về tác dụng của xông hơi thì thứ nhất là tinh dầu sẽ làm co mạch ở mũi, miệng, họng. Do vậy chúng ta sẽ cảm thấy dễ thở. Điều thứ hai thì xông hơi sẽ trùm toàn bộ thân người, là giãn mạch tưới máu nhiều hơn, giúp cho cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Đó chỉ là một cảm giác. Xông hơi nếu như người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn thì có thể làm. Tuy nhiên tinh dầu không có làm chết được virus. Khi mà virus xâm nhập vào niêm mạc và trong tế bào, nếu như virus bị chết thì có nghĩa là cũng phải diệt tế bào đi, gây ra bỏng niêm mạc, bỏng đường hô hấp. Việc xông nóng, xông nhiều lần trong một ngày dễ gây kích ứng vùng niêm mạc mũi, gây ra viêm nhiều hơn. Hiện nay thì chưa có một công trình nghiên cứu nào khẳng định rằng xông hơi có thể diệt được virus. Vì vậy hãy khuyên mọi người nếu mà thực sự xông hơi thì chỉ nên xông một lần trong một ngày và đảm bảo rằng nhiệt độ không để bị bỏng. Không nên xông 4-5 lần trên một ngày và là rất sai lầm và nguy hiểm nếu như làm điều này. F0 có khả năng lây lan virus trong bao lâu? Phát hiện mới từ Mỹ, ai cũng nên biết. F0 có thể lây lan virus trong ít nhất 6 ngày. Theo như một nghiên cứu nhỏ thì bệnh nhân bị nhiễm biến thể Omicron và biến thể Delta của SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cho người khác trong ít nhất 6 ngày. Các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu của 56 bệnh nhân mới được chuẩn đoán mắc COVID-19. Trong đó thì 37 người nhiễm biến thể Delta và 19 người nhiễm biến thể Omicron. Tất cả thì đều bị bệnh nhẹ và các triệu chứng giống như là cúm và không có ai phải nhập viện. Kết quả là cho dù người bệnh bị nhiễm biến thể nào đi chăng nữa và được tiêm vaccine gì hay chưa thì họ trung bình sẽ loại bỏ virus sống trong khoảng 6 ngày khi mà các triệu chứng bắt đầu. Tiến sĩ Amy Barrett của một bệnh viện đa khoa Massachusetts ở Boston, Mỹ là một trong những người tham gia nghiên cứu cho biết. Bên cạnh đó cứ 4 người mắc COVID-19 thì lại có 1 người đào thải virus sống trong vòng hơn 8 ngày theo kết quả của nghiên cứu. Nghiên cứu cũng vừa được đăng tải lên một nền tảng có tên là MedRxiv trước khi được bình duyệt. Theo như tiến sĩ Barrett cho biết thêm, mặc dù không biết chính xác là cần bao nhiêu virus sống để truyền bệnh cho người khác, nhưng mà chúng tôi thấy rằng những dữ liệu này để gợi ý rằng một người bị nhiễm COVID-19 nhẹ có thể lây nhiễm cho người khác trung bình trong vòng 6 ngày và đôi khi có thể lâu hơn. Các quyết định về cách ly và đeo khẩu trang phải tính đến những thông tin đó, bất kể là biến thể hoặc là tình trạng tiêm chủng trước đó của người bệnh là như thế nào. Và đây cũng chính là phần cuối cùng trong video ngày hôm nay. Nếu quý cô bác và các anh chị thấy nội dung hay, hấp dẫn, hãy nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật thật nhiều video bổ ích khác trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.